Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Jumpa lagi dengan Nika di sini. Jalan-jalan malam kita, guys. Kita mau belanja keperluan sekolah anak-anak dan belinya itu tidak jauh dari rumah kita. Mereka. Kita sudah sampai nih. Berada di Wonderland ya teman-teman. Tadi itu beli perlengkapan sekolah di toko apa tadi namanya lupa, itu untuk Kak Jihan nggak ada stoknya, makanya kita sekarang mencari keperluan Kak Jihan yang ada di Wonderland, karena di Wonderland ini segala macam ada, lengkap pokoknya. So cute, lihat ini kucingnya, cantik sekali, lucu. Juga ada princess, Huling.
Chong Chi tuh Yaoli có kung fu à mày? Hả? Chong Chi Yaoli có kung fu mà. Chú bảo bác của em chi đi. Phải không cái người ta? Ở đây không có pin nữa cả chứ. Cái ta lấy tiền mà cái không đi có hay mấy mấy phát lại cả, ô ăn xích phát lại cả, đi có hú lại hả đi có, hú to ăn xích cả. Lấy kia không có phát chú mê bà lấy yêu mê của bố Thảo phát thảo xin mày chỗ cả là chú mê chú mê tân dân tân dân mẹ cả chế đây mày đi qua papa con đi yêu vinh chưa đi yêu đi chung đi qua nè sẽ cả ta này đi qua lẽ lấy yêu chỉ cú hổ à hổ dùng gì u cho à đi qua hả ok à cùng papa con á papa hay có pin không mày Kim đâu papa? Ai? Papa, chị hân yêu buồn có đi tới rồi. À mà đi cô bạn đi cô à mà
Papa unboxing new toys. Phải không? Cái gì mình đạp mà giá tiền yêu hay tôi hơi cả. Ê, chẳng hay á. Em cũng nhau mấy năm đã sao quay ra làm tu, teman-teman. Maunya dibuka sekalian di sini. Oke, teman-teman, dari sini dulu ya video kita kali ini. Thank you for watching and see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.